Hello anh em, chọn loa gì đi chơi Tết đây? Hôm nay thì hãy cùng Tokyo Camera đi tìm hiểu về một con loa mà cực kỳ hợp lý cho anh em lựa chọn để mang đi chơi Tết trong cái dịp Tết sắp tới này. Đây sẽ là một câu hỏi mà khá là nhiều các người anh em đang đắn đo và bắt đầu lên YouTube để tìm kiếm các bài review loa. Thì hôm nay Tokyo Camera sẽ mang đến cho anh em một con loa cực kỳ là ngọt nước trong tầm giá khoảng hơn 6 triệu cho tới xấp xỉ 7 triệu đồng. Đó chính là chiếc Marshall Cuban 2. Một chiếc loa mà được ra mắt cũng khá lâu rồi, nhưng mà đây là một cái phiên bản màu sắc mới trông cực kỳ là đẹp. Và cái chất lượng âm thanh của em nó thì để mà nghe những cái bản nhạc Tết hay là để mà đi kiểu sách đi du lịch, đi cảnh với nhau quá là ảnh anh em ạ, quá là tuyệt vời. Hãy cùng Tokyo Camera đi tìm hiểu chi tiết hơn về chiếc Marshall Cuban 2 trong video này anh em nhé. Và mình thì sẽ không phải là một người đánh giá loa gọi là kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, mà mình sẽ chỉ đưa ra những cái cảm nhận của một người sử dụng, một người thường xuyên trải nghiệm loa thì sẽ có những cảm giác gì và cần tới những cái ưu điểm gì của chiếc loa đó thì mình sẽ đưa ra cho anh em. Ok, và hiện tại thì chiếc loa này đang có sẵn tại cửa hàng Tokyo Camera. Anh em có thể qua tất cả các địa chỉ của Tokyo Camera đều có anh em nhé. Ngay bây giờ thì hãy cùng mình đi đập hộp chiếc loa này ra anh em nhé. Anh em ạ, phải nói là một cái thiết kế vẫn rất là đặc trưng của dòng Marshall mà thôi, nhưng mà mình thấy rằng là với những cái chiếc loa thời điểm gần đây họ cho chúng ta những cái thiết kế, phải nói là những cái màu sắc họ kết hợp với nhau nó quá là đẹp. Điển hình như chiếc Cuban 2 này, cái phiên bản này thì sẽ là phiên bản màu Black and Brass, thì cái màu này nó sẽ có một cái màu đen gần như là toàn bộ và sẽ có những cái họa tiết vàng đồng nó phủ lên logo Marshall này, hay là những cái núm vặn ở phía bên trên đỉnh loa này, hay là những cái con ốc bắt vào phía cái tay cầm, nó toát lên một vẻ đấy, nó rất là classic, nó rất là cổ điển nhưng mà nó vẫn rất là sang trọng. Phải nói là Marshall cho chúng ta một cái thiết kế này nó quá là khéo. Hôm trước thì mình có xách chiếc loa này lên công ty đi làm, mình có xách đi qua mấy bà trà đá, bà ấy bảo ôi xách cái gì ấy đẹp ấy, mà loa ôi loa đẹp nhở. Thế xong rồi mình cũng đi vào, mình gặp mấy bạn PG, mấy bạn cũng bảo là ôi anh ấy có cái loa đẹp ấy. Mình bảo gì đâu, loa của nhà chồng được mà, có gì đâu, đúng không nào? Đấy thì phải nói là một chiếc loa mà gây quá là nhiều các sự chú ý vì cái vẻ bề ngoài của nó, thật sự là nó quá đẹp. Cho từ những bà trà đá cho tới những cái bạn trẻ bây giờ, gần như là nó hợp thị hiếu với tất cả mọi người. Và một chiếc loa như thế từ cái vẻ bề ngoài nó đã xứng đáng lựa chọn rồi, đúng không nào? Nhưng mà với Marshall thì họ sẽ không dừng lại ở một cái, chỉ là một cái vẻ bề ngoài, một cái vẻ hoa mỹ bên ngoài, mà những cái thứ bên trong của em loa này nó cũng rất là xứng đáng lựa chọn nữa. Trên hầu hết các cái dòng loa Marshall thì họ đều cho chúng ta một cái quai sách bằng da trông rất là tinh tế như này, bên trong sẽ là tùy chọn một cái lớp vải như nó gần như kiểu là da lộn đấy, nhưng mà nó là một cái dạng vải mà thôi, và nó óng ánh trông cực kỳ là đẹp mắt thật sự luôn. Khi mà chúng ta nhìn qua những cái góc ánh sáng nó chiếu xiên vào, nó óng ánh lên trông nó rất là đẹp. Mình rất thích cái quai này, và đi kèm với một thiết kế nó nhỏ thì xách cái quai này lên trông nó cực kỳ là sang. Những cái góc của chiếc loa này thì nó sẽ có bọc vào đây là những cái phần nhựa cứng để có vẻ như là gia cố cho cái phần khung của chiếc loa này nó được cứng cáp hơn. Và với em loa này thì nó sẽ có cái tiêu chuẩn kháng nước là IPX2, tức là kháng nước nhẹ, rất nhẹ mà thôi, để tránh như trường hợp như là anh em đi mưa, mưa nó gió nó hắt vào đây thì nó cũng có thể chống được, và chúng ta sẽ yên tâm hơn phần nào về cái việc sử dụng một cái chiếc loa cũng khá khá tiền, đúng không nào? Trong khoảng hơn 6 triệu thì với nhiều người như thế là một khoản tiền cũng khá khá để mà chơi cho mình một chiếc loa rồi. Và khi mà chúng ta lựa chọn thì chúng ta có thể yên tâm hơn phần nào việc lo về cái sự dễ dàng hỏng hóc. Thì chiếc loa này, mình thấy thứ nhất về cái sự gia cố của nó, các cái góc nó rất là ổn. Thứ hai là nó có cả tiêu chuẩn kháng nước nữa. Thì mình thấy như thế là rất ổn rồi. Thì với em loa này anh em sẽ có là Bluetooth 5.0 bởi Qualcomm này, và ngoài ra thì anh em có thể kết nối qua cổng 3.5 mm, cổng AUX ở phía đằng sau loa này. Ok, đó là về kết nối. Tiếp theo nữa, ở phía bên trên thì anh em sẽ có ba cái núm vặn như thế này để có thể tùy chỉnh như là âm lượng, bass và treble, để anh em có thể tùy chỉnh ở đây. Thì với cá nhân mình thường xuyên nghe để mà tối ưu nhất ấy, thì mình sẽ nghe mức volume ở trong khoảng độ 70 cho tới 75 hoặc là 80% mà thôi, để nó có thể tối ưu nhất cho cái chất lượng âm. Còn với em loa này nhá, mình thấy có một cái ưu điểm rất là tốt, đấy chính là ngay ở khi mà mình nghe ở những cái dải âm lượng thấp thì cái chất âm của nó không bị tối và nghe nó rất là sướng, nghe nó rất là đã tai. Thì mặc định cái dòng loa Marshall này họ thiết kế ra, họ đã cho chúng ta một cái chất âm, phải nói là nghe các cái vocal của ca sĩ nó quá đỉnh và nó quá là phù hợp để chúng ta nghe những cái bản nhạc khi mà chúng ta đi ra ngoài vườn, chúng ta ra
ngoài công viên hay đi đâu đó chúng ta đọc sách, hay là chúng ta ra cà phê, hay là chúng ta ngồi chỉ đơn giản là ngồi trong phòng đọc sách mà thôi. Những cái bản nhạc du dương nhẹ nhàng, chiếc loa nó làm quá là tốt. Nghe nó có một cái chất gì đó rất là thư thái, rất là thoải mái, và nó không bị mệt mỏi, nó không bị gọi là căng cứng và áp lực. Thì cái chiếc loa này nó làm cho mình một cái cảm giác thì nó rất là du dương và nhẹ nhàng. Và có một cái ưu điểm nữa của con loa này mình thấy nó cực kỳ hợp lý để chúng ta có thể mang đi trip với bạn bè, đấy chính là em nó có một hệ thống âm thanh đa hướng. Tại sao lại hợp lý? Khi mà chúng ta xách cái loa chúng ta để ở giữa thì cái chiếc loa này nó có thể cho chúng ta trải nghiệm âm thanh trước sau, nó đều tối ưu, nó đều rất là tối ưu. Lý do vì sao á? Mình sẽ cùng đi phân tích qua một chút nhá. Với trên cái chiếc loa này thì ở mặt trước chúng ta sẽ có một cục woofer trầm 20W Class D, và ngoài ra nữa thì anh em sẽ có thêm một con twister 8W cũng là Class D. Và không chỉ ở mặt trước mà ở mặt sau anh em cũng sẽ có thêm một con twister 8W Class D nữa. Như vậy là nó sẽ cho mình một cái âm thanh từ trước sau nó khá là thích hợp, đúng không nào? Và kể cả nếu như mà anh em nghe một mình chăng nữa, anh em để trong phòng, để coi trong phòng chẳng hạn, thì cái việc anh em đặt lên bàn và đặt cách tường một khoảng tầm độ 20 phân đi, 20cm đi, thì nó cũng phản vào tường và nó bật lại, nó cho mình một cái hệ thống âm thanh mà stereo nghe nó khá là đã tai anh em ạ. Anh em lưu ý nhé, nếu như mà anh em đặt chiếc loa này sát vào tường thì không nên đặt sát quá nhé, bởi vì là lúc này thì nó sẽ bị hơi bí một chút ở cái phần mặt sau này. Thứ nhất là nó sẽ có thoát khí ở phía đằng sau này. Thứ hai là cái con twister đằng sau này nó sẽ cần một khoảng để nó có thể tạo độ vang, đúng không nào? Thì nếu mà anh em đặt sát vào quá thì nghe sẽ hơi bị bí một chút. Ok, đó là một cái cảm nhận cá nhân mình mà thôi. Còn về cái chất âm của con loa này thì mình nghĩ rằng mình sẽ mở qua thử một đoạn để cho anh em có thể trải nghiệm. Lý do vì sao mà khi mà mình review loa thì mình rất là ít khi mà mở lên để cho anh em có thể nghe thử, là bởi vì mình thấy rằng là cái việc review loa mà mở lên để mà anh em test chất âm của nó là rất là vô nghĩa. Tại vì là chỉ có người ngồi trực tiếp ở đây thì mới có thể test được chất âm của một chiếc loa thực sự là cụ thể nhất. Còn cái việc mà mình phát lên, mình đăng lên YouTube, quan trọng là cái thiết bị nghe của anh em. Ví dụ anh em qua nghe qua điện thoại, anh em qua nghe qua một con loa khác có thêm nhiều bass hơn thì lúc này âm nó cũng căng thẳng hơn, nó đập mạnh hơn. Anh em nghe qua một con tai nghe hay là bất cứ một thứ gì đó khác, tóm lại là cái chất lượng âm thanh đầu ra của anh em nó hoàn toàn là khác biệt hoàn toàn. Cho nên là khi mà mình thu qua mic của mình phát lên, nó ra một cái thứ gì đó rất là khác, nó rất là xa rồi. Chính là vì thế mà cái việc review loa thường ấy thì mình sẽ chỉ nêu lên cái cảm nhận của mình khi mà nghe những cái chất âm từ con loa này phát ra mà thôi. Còn để mà phát ra để cho anh em nghe cùng mình ấy thì thật sự là quá khó, gần như là cái việc không tưởng anh em ạ. Rồi thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm qua một chút một vài bản nhạc coi như là chiều lòng các người anh em nhé. If I feel right, I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Đó, chúng ta đã vừa đi trải nghiệm qua một vài bản nhạc rồi thì không biết là cái cảm nhận của anh em sau khi mà trải nghiệm qua, nghe qua một vài bản nhạc trên con loa này thì sẽ như thế nào. Với mình thì mình thấy là chỉ có nghe trực tiếp tại chỗ thì mình có cảm nhận được cái độ phê của loa này mà thôi. Thì có một cái ưu điểm nữa của loa này mình thấy khá là hay, đấy chính là cái dung lượng pin của nó cực kỳ là trâu. Theo như hãng công bố thì cái viên pin của nó có thể nghe được lên tới là 23 tiếng cơ, nhưng mà mình biết đấy chỉ là thông số của hãng gửi mà thôi, thông số của hãng mà thôi. Còn với thông số thực tế thì mình đã từng trải nghiệm qua con loa này và mình thấy rằng là mình có nghe trong khoảng độ 2 ngày, và với một người thường xuyên nghe nhạc nhiều như mình để ở mức âm lượng khoảng độ 50%,
thì em nó có thể trụ được cho mình đậy trong khoảng 2 ngày, và tới bây giờ thì vẫn chưa cần phải sạc. Tới bây giờ thì khoảng độ còn khoảng độ 50% pin nữa, mà mỗi ngày thì mình cũng nghe khoảng độ 4 đến 5 tiếng. Đó, cũng là một cái thời lượng khá là dài. Và tới bây giờ nó còn khoảng 50% pin thì mình thấy rằng là quá ổn rồi. Cái việc chúng ta xách đi ra ngoài, chúng ta đi nghe hay là chúng ta đi chơi với bạn bè, cái việc cần nhất đấy chính là dung lượng pin trâu. Bởi vì sao ạ? Nếu mà đang đi chơi vui vẻ với nhau mà điện sập thì có phải gãy không? Đúng nào? Chính vì thế mà một con loa đáp ứng đủ cho mình từ thiết kế đẹp, build cứng cáp chắc chắn, thiết kế thì cực kỳ là sang chảnh này. Chất âm thì quá là tuyệt vời cho một chiếc loa nhỏ gọn như thế này. Marshall khỏi phải bàn khi mà tái tạo được một cái giọng âm ca sĩ hay là những cái nhạc cụ ở trong bài hát nó quá tốt. Những cái chi tiết trong bản nhạc nó quá là tốt. Tiếp theo nữa, ưu điểm tiếp theo đấy chính là pin trâu là cái tiếp theo này. Và âm thanh thì đa hướng cho chúng ta có thể trải nghiệm trước sau. Quá ổn đúng không nào anh em? Một chiếc loa trong tầm giá khoảng hơn 6 triệu thì phải nói đây là một cái sự lựa chọn mà rất rất là đáng để cân nhắc. Nếu như mà anh em muốn gây sự chú ý với những người xung quanh và cho mọi người thấy rằng là mình cũng là một dân chơi loa đấy, thì đây có thể nói là một cái sự lựa chọn quá là hợp lý cho anh em nhé. Và hiện tại thì Tokyo Camera đang có sẵn con loa này tại cửa hàng. Và chi tiết về đường link của sản phẩm thì mình sẽ gắn link ở phía bên dưới phần mô tả video cho anh em có thể tiện vào theo dõi anh em nhé. Còn bây giờ thì đừng quên ủng hộ cho mình xin một like và một sub, cũng như là hãy nhấn một nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.